Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn luôn gặp nhiều may mắn, hành thông trong mọi lĩnh vực. Quý anh chị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại cuốn con người chạy theo những vòng xoay khiến ta phải nỗ lực chạy mà quên dừng chân để nghỉ ngơi. Nếu đang mệt mỏi, áp lực và oán thán vì những điều buồn đau xảy ra trong cuộc đời mình, bạn hãy dành cho mình nhiều cái một phút suy ngẫm. Một phút tuy có vẻ là ngắn ngủi nhưng đôi khi có thể giúp bạn cứu vãn hoặc xoay chuyển được những cục diện lớn lao của một đời người. Dừng lại một phút trước khi hành động để cân nhắc xem những quyết định của mình là đúng hay sai. Dừng lại một phút để suy ngẫm những điều định nói để không bị quá lời. Dừng lại một phút để suy nghĩ lại xem mình có nên tranh cãi với ai đó để rồi làm rạn nứt đi tình cảm hay không. Dừng lại một phút để suy nghĩ và cảm thông cho người khác thay vì chỉ biết trách móc họ. Dừng lại một phút để suy nghĩ trước khi bạn bán nhân cách chỉ vì tiền bạc và danh vọng. Chúng ta đã bao lần dành một phút để suy nghĩ vào những lúc háo thắng, nông nổi hay cáu giận. Cái khó khăn lớn nhất của đời người là không thể ngược thời gian để sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Vì vậy, để không cảm thấy hối hận, ca thán giá như thì chính một phút là giải pháp tốt nhất cho bản thân bạn. Và ở video ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi hàng ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch của 12 con giáp. Quý anh chị và các bạn hãy chú ý theo dõi, xem trong ngày mới này con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn, con giáp nào sẽ phải đối diện với những suy xẻo để có thể chủ động hơn cho công việc và cuộc sống của mình. Để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Âm lịch là ngày 8 tháng 3 năm 2024, tiết khí thanh minh. Giờ hoàng đạo hay còn gọi là giờ tốt, mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thiên mệnh, canh thìn từ 7 đến 9 giờ thanh long, tân tỵ từ 9 đến 11 giờ bình đường, giáp thân từ 15 đến 17 giờ kim quỹ, ất dậu từ 17 đến 19 giờ bảo quang, bình hợi từ 21 đến 23 giờ ngọc đường, giờ hắc đạo hay còn gọi là giờ xấu, bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ kim lao, bình sửu từ 1 đến 3 giờ nguyên vũ, kỷ mão từ 5 đến 7 giờ câu trận, nhâm ngọ từ 11 đến 13 giờ thiên hình, quý mùi từ 13 đến 15 giờ chu tước, bính tuất từ 19 đến 21 giờ bạch hổ, ngũ hành niên mệnh hoa xuyến kim. Ngày canh tuất tức chi sinh can là ngày cát, nạp âm hoa xuyến kim kỵ tuổi giáp thìn và mậu thìn. Ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tuất lục hợp mão, tam hợp dần và ngọ thành hòa cục. Xung thìn, tình mùi, hại dậu, phá mùi, tuyệt thìn, tam sát kỵ mệnh tuổi hợi, mão và mùi. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực phá nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Tuổi xung khắc, xung ngày là giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất, xung tháng là canh tuất và bính tuất. Về sao tốt, theo ngọc hạp thông thư, tiền mã hay lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết cầu tài lộc. Nguyệt ân, phúc sinh tốt mọi việc, giải thần đại cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sát cống đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ tiền thần thất sát, tiền ân tốt mọi việc. Về sao xấu, theo ngọc hạp thông thư, nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa, lục bất thành xấu với xây dựng, cửu không kỵ xuất hành cầu tài lộc khai trương, bạch hổ kỵ an táng, quỷ khốc xấu với tế tự và an táng. Hướng xuất hành, kỷ thần là hướng tây bắc, tài thần là hướng tây nam,
khắc thần xấu nên tránh là hướng đông bắc. Ngày tốt theo dị thập bát tú, giao thất ngũ hành hỏa động vật chư, thất hỏa chư cảnh thuần tốt, tướng tinh con heo chủ trị ngày thứ ba. Nên làm, khởi công trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, chỗ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Kiêng cữ, giao thất đại kiếp không có việc gì phải kiêng cữ. Ngoại lệ, giao thất gặp ngày dần, ngọ, tuất, nói chung đều tốt, ngày ngọ đăng viên rất hiển đạt. Ba ngày bính dần, nhâm dần, giáp ngọ rất tốt nên xây dựng và chôn cất, song những ngày dần khác không tốt vì sao thất gặp ngày dần là phạm phục đoạn sát. Nhân thần, ngày mùng 8 âm lịch nhân thần ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ, tránh mọi sự tổn thương và chạm mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Giờ xuất hành theo lý tuần phong, giờ xích khẩu xấu từ 11 đến 13 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ. Xuất hành giờ này hay xảy ra cãi cọ, gặp chuyện không hay. Giờ tiểu khắc tốt từ 1 đến 3 giờ và từ 13 đến 15 giờ, rất tốt lành. Xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn, buôn bán có lời. Giờ không phong tuyệt lộ xấu từ 3 đến 5 giờ và từ 15 đến 17 giờ. Đây là giờ đại hung rất xấu, xuất hành giờ này mọi chuyện đều không may. Giờ đại an tốt từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ, xuất hành giờ này mọi việc đa phần đều tốt lành, muốn cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành. Giờ tốc thủy tốt từ 7 đến 9 giờ và từ 19 đến 21 giờ, xuất hành giờ này gặp nhiều điểm lành, niềm vui đến nên lưu ý chọn buổi sáng thì tốt hơn. Giờ lưu niên xấu từ 9 đến 11 giờ và từ 21 đến 23 giờ, nghiệp khó thành cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về. Ngày xuất hành theo khổng minh, ngày thanh long túc xấu không nên đi xa, xuất hành tài lộc không có, kiện cáo thua vì đối lý. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là tổng quan tử vi trong ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Sau đây, mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết tử vi của từng con giáp trong ngày 16 tháng 4 này. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch của con giáp tuổi Tý. Theo dự báo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hôm nay sẽ là một ngày không mấy thuận lợi dành cho tuổi Tý, nên bạn hãy chú ý trên các phương diện sự nghiệp. Hôm nay có vẻ không mấy thuận lợi đối với những người tuổi Tý trên phương diện công việc. Không có nhiều tiến triển đáng kể và các dự án có thể không đạt được kết quả như mong đợi. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để thực hiện những bước đi mạo hiểm hay đầu tư lớn. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt hơn. Về vấn đề tài chính trong ngày này có phần bình ổn nhưng không có nhiều khởi sắc. Để đảm bảo an toàn, bạn nên tránh những khoản chi tiêu không cần thiết và tập trung vào việc quản lý tài chính hiện tại của mình một cách chặt chẽ hơn. Về mặt tình cảm, trong khi mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp có thể gặp chút sóng gió do sự bốc đồng thiếu suy nghĩ, thì mối quan hệ lứa đôi lại rất ngọt ngào, thăng hoa. Đối phương không ngừng ở bên cạnh, động viên bạn, không nản lòng trước khó khăn. Sự ủng hộ và hiểu biết này từ nửa kia sẽ là nguồn động lực quý giá giúp bạn vượt qua được thử thách. Về mặt sức khỏe, trong ngày hôm nay, tuổi Tý cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình, tránh căng thẳng quá mức và dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý. Việc tập trung vào sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống sẽ giúp duy trì trạng thái thể chất lẫn tinh thần tốt hơn. Theo dõi tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, nam thổ tú nữ vân hớn, mối quan hệ lứa đôi lại rất ngọt ngào và thăng hoa. Tử vi tuổi Sắp Tý mệnh Kim, nam thái dương, nữ thổ tú, tránh căng thẳng quá mức và dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý. Tử vi trong ngày, tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, nam thái âm, nữ thái bạch, tốt hơn nên cẩn thận trong mọi hành động, chỉ sai lầm một chút sẽ đem đến hậu quả không tốt. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, tài chính trong ngày này có phần bình ổn nhưng không có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, không có nhiều tiến triển đáng kể và các dự án có thể không đạt kết quả như mong đợi. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 25, 38, 57,
Màu sắc Cát Tường là đen và nâu, quý nhân phù trợ là tuổi Sửu và tuổi Mão, giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tý có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Sửu ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Theo dự báo tử vi 12 con giáp, hôm nay tuổi Sửu sẽ trải qua một ngày làm việc đầy năng lượng và hiệu quả. Bạn sẽ đạt được những thành tựu đáng kể nhờ sự chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc. Đây là thời điểm thích hợp để bạn phát huy khả năng lãnh đạo và khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Hãy tận dụng cơ hội này để thúc đẩy sự nghiệp của mình tiến lên một tầm cao mới. Về vận trình tài lộc, mặc dù sự nghiệp đang thăng hoa, nhưng bản mệnh cần phải đặc biệt thận trọng với các vấn đề tài chính. Không nên cho người khác mượn tiền, kể cả khi đó là người bạn tin tưởng nhất. Đây là thời điểm để củng cố tài chính của bản thân, tránh các khoản đầu tư rủi ro hoặc là quyết định chi tiêu không cần thiết. Hãy quản lý ngân sách của mình một cách khôn ngoan. Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, mãn nguyện, mối quan hệ của bạn sẽ mang lại nhiều niềm vui, sự ấm áp, là nguồn động viên to lớn giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Đây là cơ hội tốt để bạn và người ấy dành nhiều thời gian cho nhau, cùng nhau xây dựng và vun đắp một mối quan hệ bền chặt, thấu hiểu. Về mặt sức khỏe, có thể bạn sẽ cảm thấy không được tốt, có thể xuất hiện một vài vấn đề nhỏ liên quan đến mệt mỏi hoặc là căng thẳng. Đừng chần chừ khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy đặt lịch khám sức khỏe để đảm bảo bạn có thể tiếp tục làm việc và sống một cách khỏe mạnh. Chú ý nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mình. Theo dõi tử vi trong ngày của từng con giáp tuổi Sửu cho thấy, đối với người tuổi Ất Sửu mệnh Kim, đây là cơ hội tốt để bạn và người ấy dành nhiều thời gian cho nhau. Tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, mối quan hệ của bạn sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự ấm áp, là nguồn động viên to lớn giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, bạn sẽ đạt được những thành tựu đáng kể nhờ sự chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc. Tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, trong chuyện tình cảm, con giáp này sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện. Tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, đây là thời điểm để củng cố tài chính của bản thân, tránh các khoản đầu tư rủi ro hoặc quyết định chi tiêu không cần thiết. Hãy quản lý ngân sách của mình một cách khôn ngoan. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 97, 91, màu sắc Cát Tường là nâu, vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Dậu, giờ tốt trong ngày là từ 21 đến 23 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu có một ngày mới làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dần ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo tuổi Dần sẽ gặp được những cơ hội mới thúc đẩy sự nghiệp tiến bộ vượt bậc. Trong công việc, bạn có thể sẽ kết nối với những người có ảnh hưởng lớn, những người sẽ giúp đỡ bạn tạm thời, nhưng quan trọng đây là lúc để bạn phát huy tối đa khả năng và tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn. Hãy nhớ rằng, để duy trì sự phát triển lâu dài, bạn cần tự tin vào khả năng của mình và không ngừng nâng cao năng lực cá nhân. Về tài lộc, với những tiến triển tích cực trong sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Công việc làm ăn sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan, từ đó mở ra các cơ hội đầu tư và tích lũy tài sản. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng các quyết định tài chính để tối ưu hóa lợi ích bản thân mình. Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần có thể đối mặt với một số thử thách khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Điều quan trọng là cả hai cần phải cùng nhau chia sẻ, trò chuyện, giải quyết vấn đề một cách cởi mở. Một mối quan hệ bền chặt là do cả hai cùng bên nhau xây dựng và nỗ lực. Về mặt sức khỏe, đừng quên chăm sóc bản thân. Giữa những bận rộn của công việc và cuộc sống, dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý và tập trung vào việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn để nâng cao sức khỏe tổng thể. Điều này không chỉ giúp bạn giữ được thể chất tốt mà còn giúp cho tinh thần luôn minh mẫn và sảng khoái. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, một mối quan hệ bền chặt là do cả hai cùng nhau xây dựng và nỗ lực.
Tử vi tuổi Bính Dần mệnh hỏa, công việc làm ăn sẽ mang lại nhiều kết quả khả quan, từ đó mở ra các cơ hội đầu tư và tích lũy tài sản. Tử vi tuổi Mậu Dần mệnh thổ, nhớ rằng để duy trì sự phát triển lâu dài, bạn cần tự tin vào khả năng của mình và không ngừng nâng cao năng lực cá nhân. Tử vi tuổi Canh Dần mệnh mộc, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các quyết định tài chính để tối ưu hóa lợi ích. Tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh kim, đừng quên chăm sóc bản thân giữa những bận rộn của công việc và cuộc sống. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày 50, 21, màu sắc cát tường là xanh và trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần, tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tuổi Mão có thể gặp phải một số căng thẳng do chịu áp lực từ những vấn đề nhỏ nhặt tại nơi làm việc. Để ngăn chặn tình trạng này trở nên tồi tệ, bạn cần phải học cách giữ bình tĩnh và xử lý mọi tình huống một cách thận trọng. Việc quản lý cảm xúc hiệu quả sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và duy trì sự ổn định trong công việc. Về mặt tài lộc, mặc dù không có dấu hiệu của những biến động lớn về tài chính, nhưng bạn cần lưu ý sự thái độ cân bằng và tránh những quyết định vội vàng hoặc dựa trên cảm xúc trong các giao dịch tài chính. Hãy tiếp cận mọi vấn đề một cách thực tế và bình tĩnh để đảm bảo an toàn tài chính. Về tình cảm cho thấy, bên cạnh sự nghiệp tài lộc, tuổi Mão cũng sẽ tìm thấy niềm vui và sự ủng hộ từ bạn bè và người thân. Những mối quan hệ này sẽ là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp bạn vượt qua những khó khăn. Đừng ngại chia sẻ những cảm xúc của mình. Việc được lắng nghe và thấu hiểu sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng do căng thẳng kéo dài. Hãy nhớ dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Việc duy trì một lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống cân bằng và hoạt động thể chất đều đặn sẽ hỗ trợ sức khỏe của bạn một cách hiệu quả hơn. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Mão cho thấy, đối với người tuổi Ất Mão mệnh thủy, bên cạnh sự nghiệp tài lộc, tuổi Mão cũng sẽ tìm thấy niềm vui và sự ủng hộ từ bạn bè và người thân. Tử vi tuổi Đinh Mão mệnh hỏa, hãy tiếp cận mọi vấn đề một cách thực tế và bình tĩnh để đảm bảo an toàn về tài chính. Tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh thổ, việc duy trì một lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất đều đặn sẽ hỗ trợ sức khỏe của bạn một cách hiệu quả hơn. Tử vi tuổi Tân Mão mệnh mộc, bạn cần học cách bình tĩnh, xử lý mọi tình huống một cách thận trọng. Tử vi tuổi Quý Mão mệnh kim, con giáp này lưu ý giữ thái độ cân bằng, tránh những quyết định vội vàng. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 18, 36, màu sắc cát tường là tím và nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày là từ 21 đến 23 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch của con giáp tuổi Thìn. Theo dõi tử vi ngày mới là một ngày đầy hứa hẹn với sự nghiệp của bạn. Quý nhân phù trợ xuất hiện ở ngay bên cạnh, có thể là một đồng nghiệp thân thiết hoặc một cấp trên sẵn sàng giúp đỡ. Họ sẽ dõi theo và hỗ trợ bạn, giúp bạn vượt qua các thử thách và tiến bộ vượt bậc trong công việc. Hãy chú ý tới những lời khuyên và sẵn sàng nắm bắt các cơ hội để phát triển sự nghiệp. Về mặt tài chính, bạn sẽ nhận được niềm vui, những khoản thưởng hoa hồng từ các dự án bạn tham gia sẽ liên tục đến với tay bạn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tiếp tục đầu tư và mở rộng kinh doanh nếu có kế hoạch. Sự giàu có không chỉ đến từ lợi nhuận mà còn đến từ việc bạn biết cách quản lý, sử dụng tài chính một cách khôn ngoan. Về mặt tình cảm, đối với những ai độc thân, có thể bạn sẽ gặp được một nửa của mình trong một buổi gặp gỡ bạn bè hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội khác. Hãy mở lòng và cho phép bản thân sống thật với cảm xúc. Sự chân thành và mở lòng sẽ thu hút những mối quan hệ tích cực lâu dài. Về mặt sức khỏe, bạn cần đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Dành thời gian để thư giãn, chăm sóc bản thân sẽ giúp bạn giữ sức khỏe tinh thần tốt
các hoạt động như thiền có thể giúp cân bằng cảm xúc và cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, sự giàu có không chỉ đến từ lợi nhuận mà còn từ việc bạn biết cách quản lý sử dụng tài chính một cách khôn ngoan. Tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, quý nhân phù trợ sẽ giúp xuất hiện ở ngay bên cạnh, có thể là một đồng nghiệp thân thiết hoặc một cấp trên sẵn sàng giúp đỡ. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, những khoản thưởng hoa hồng từ các dự án bạn tham gia sẽ liên tục đến tay. Tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, các hoạt động như thiền có thể giúp cân bằng cảm xúc, cải thiện tình trạng sức khỏe của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, đối với những ai đang độc thân, có thể bạn sẽ gặp được một nửa của mình trong mỗi buổi gặp gỡ. Sự nghiệp trong ngày hôm nay của tuổi Thìn đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 3891, màu sắc cát tường là xám và xanh. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn có một ngày làm việc suôn sẻ, hành thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tỵ ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Dự báo trong ngày mới của 12 con giáp cho thấy đây là cơ hội để tuổi Tỵ chứng minh sự tỉnh táo và quyết đoán của mình trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ sự nghiệp đến tài lộc, tình cảm và sức khỏe. Trong công việc, tuổi Tỵ có thể cảm thấy không thoải mái với việc bị lợi dụng công sức của bản thân mà không được công nhận. Dù gặp khó khăn và cực nhọc, họ vẫn phải đối mặt với việc công việc của mình không được đánh giá đúng mức. Tuy nhiên, sự tỉnh táo và quyết đoán trong khi làm việc của tuổi Tỵ sẽ giúp họ vượt qua được mọi thách thức và tiến triển trong sự nghiệp. Về vận trình tài lộc, mặc dù bạn phải có một số khó khăn, nhưng tuổi Tỵ vẫn có thể tiếp tục tiến triển tốt nhờ vào sự quyết định tỉnh táo và làm việc có lý trí. Việc đặt ra những mục tiêu cao và cố gắng hoàn thành chúng một cách đúng đắn sẽ giúp cho con giáp này thu hút may mắn và thành công. Trong tình yêu, tuổi Tỵ có thể dễ bị cảm xúc dẫn dắt và không tỉnh táo, dẫn đến việc trải qua những bi kịch về tình cảm. Tuy nhiên, sự tỉnh táo và quyết đoán của họ trong mọi tình huống sẽ giúp họ vượt qua được những khó khăn, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn. Về vấn đề sức khỏe, tuổi Tỵ cần chú ý đến việc duy trì tinh thần lạc quan, cân bằng trong cuộc sống để tránh căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, sự tỉnh táo và quyết đoán trong làm việc sẽ giúp cho họ vượt qua được mọi thách thức và tiến triển trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, trong tài lộc, mặc dù gặp phải một số khó khăn nhưng tuổi Tỵ vẫn có thể tiếp tục tiến triển tốt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, việc đặt ra những mục tiêu cao và cố gắng hoàn thành chúng một cách đúng đắn sẽ giúp họ thu hút may mắn và thành công. Tử vi trong ngày tuổi Tân Tỵ mệnh kim, sự tỉnh táo, quyết đoán của con giáp này trong mọi tình huống sẽ giúp vượt qua được khó khăn. Tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, cần chú ý đến việc duy trì tinh thần lạc quan, cân bằng cuộc sống. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 8855, màu sắc cát tường tím, đỏ. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Hợi, tuổi Thân. Giờ tốt trong ngày là từ 1 đến 3 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ có một ngày mới làm việc suôn sẻ, hành thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Người tuổi Ngọ cần phải đặc biệt cẩn trọng và tập trung vào việc giữ gìn bản thân trước những thách thức và rủi ro có thể phải đối mặt. Đồng thời, hãy tận dụng tình cảm tích cực để được hỗ trợ từ người thân yêu. Trong vận trình sự nghiệp cảnh báo rằng có kẻ tiểu nhân đang âm thầm bày mưu hãm hại bạn trong công việc. Điều quan trọng là bạn cần phải giữ bình tĩnh và cẩn trọng để tránh những sơ suất không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định quan trọng thì hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng và xem xét tất cả các khả năng. Ngày hôm nay không phải là thời điểm lý tưởng để đưa ra các quyết định liên quan đến tài lộc. Hành động liều lĩnh có thể dẫn đến mất mát lớn về tài chính. Để tránh rủi ro, tốt nhất là hãy tạm thời ngưng đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc ngày hôm nay. Về mặt tình cảm, may mắn là vận khí về mặt tình cảm của bạn khá tích cực, bạn sẽ có người đồng hành đáng tin cậy luôn ở bên cạnh.
động viên, chia sẻ những khó khăn. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn. Theo dõi tử vi trong ngày tuổi Sắp Ngọ mệnh Kim, hành động liều lĩnh có thể dẫn đến mất mát lớn về tài chính. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, trước khi đưa ra quyết định quan trọng, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng và xem xét tất cả các khả năng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, bạn sẽ có người đồng hành đáng tin cậy luôn ở bên cạnh, động viên chia sẻ những khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, hôm nay không phải là thời điểm lý tưởng để đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc cảnh báo rằng có kẻ tiểu nhân đang âm thầm bày mưu hãm hại bạn trong công việc. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao và tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 4632, màu sắc cát tường là nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mão, giờ tốt trong ngày là từ 19 đến 21 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ có một ngày làm việc suôn sẻ, hành thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày hôm nay đòi hỏi bạn phải cân nhắc và quản lý tốt cảm xúc, tài chính, sức khỏe của mình để có thể vượt qua mọi thách thức, tận hưởng những điều tích cực trong cuộc sống. Người tuổi Mùi có thể cảm thấy suy tư hơn với những hồi ức quá khứ quấy rầy trong tâm trí. Tuy nhiên, quan trọng là phải tỉnh táo nhìn nhận và để những muộn phiền không ngủ yên. Hướng tâm trí vào những điều tươi sáng và tích cực hơn trong tương lai sẽ giúp họ tái tạo năng lượng và tinh thần cho bản thân mình. Về vận trình tài lộc, thứ ba này hứa hẹn một vận may về tiền bạc bất ngờ cho tuổi Mùi. Thay vì suy nghĩ về việc tiêu tiền, họ nên ưu tiên thanh toán các khoản nợ trước để cảm thấy thoải mái tinh thần và làm việc hiệu quả hơn. Đồng thời suy nghĩ về việc tiết kiệm, tích lũy cũng rất quan trọng trong ngày hôm nay. Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi có thể gặp khó khăn trong việc quản lý cảm xúc do căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, quan trọng là không dồn căng thẳng lên người khác, họ cần phải biết tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe tinh thần của bản thân để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Trong ngày này, tuổi Mùi có thể cảm thấy mệt mỏi do áp lực công việc và tư duy. Để duy trì sức khỏe tốt nhất thì con giáp này cần tìm cách giải tỏa căng thẳng, tìm thời gian để nghỉ ngơi. Điều này sẽ giúp họ duy trì sức khỏe tốt trong dài hạn. Theo dõi tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, con giáp này có thể gặp khó khăn trong việc quản lý cảm xúc do căng thẳng và mệt mỏi. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, họ cần phải biết tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe tinh thần của bản thân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, để duy trì sức khỏe tốt, con giáp này cần tìm cách giải tỏa căng thẳng và tìm thời gian để nghỉ ngơi. Tử vi trong ngày tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, thay vì suy nghĩ về tiêu tiền, họ nên ưu tiên thanh toán các khoản nợ trước để cảm thấy thoải mái tinh thần và hiệu quả hơn. Tử vi trong ngày tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, suy nghĩ về việc tiết kiệm, tích lũy cũng rất quan trọng. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 3468, màu sắc cát tường là nâu, xanh, tím. Quý nhân phù trợ là tuổi Mão, tuổi Thân, giờ tốt trong ngày là từ 13 đến 15 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi có một ngày làm việc suôn sẻ, hành thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thân ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Trong ngày này, tuổi Thân có thể đối mặt với mâu thuẫn trong các mối quan hệ với gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Điều quan trọng là họ cần phải bình tĩnh, suy xét để giải quyết tình huống một cách thấu đáo, tránh xa lánh và cô lập bản thân. Sự hỗ trợ và lời khuyên từ những người đáng tin cậy sẽ giúp họ vượt qua khó khăn, học hỏi từ những kinh nghiệm. Trong lĩnh vực tài chính, tuổi Thân cần chú ý đến cách quản lý chi tiêu và tránh những suy nghĩ tiêu cực. Mở lòng để đón nhận những điều tích cực có thể giúp họ thu hút vận may và tạo ra cơ hội mới. Tinh thần lạc quan và sự thoải mái trong tài chính cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định. Trong các mối quan hệ, tuổi Thân cần hướng tới sự cảm thông và quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Không chỉ tập trung vào bản thân mình, họ cũng cần đặc biệt cẩn trọng với tâm trạng và lời nói của bản thân, tránh để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ. Về sức khỏe, tuổi Thân cần giữ tinh thần lạc quan, tránh những suy nghĩ tiêu cực. Một tâm trạng vui vẻ thoải mái sẽ có lợi cho sức khỏe của họ.
họ cũng cần đề phòng trước áp lực từ những buồn phiền và tránh những hoạt động có thể gây tổn thương đến thân thể, đặc biệt là khi rơi vào cục diện ngũ hành tương khắc. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Thân cho thấy, đối với người tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, trong mối quan hệ, con giáp này cần hướng tới sự cảm thông, quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, tuổi Thân cần phải giữ tinh thần lạc quan, tránh những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, con giáp này có thể đối mặt với mâu thuẫn trong mối quan hệ với người thân trong gia đình hoặc bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc cần đặc biệt cẩn trọng với tâm trạng, lời nói của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, tinh thần lạc quan, sự thoải mái trong tài chính cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe 3 sao và tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 28, 54, màu sắc cát tường là vàng, trắng. Quý nhân phù trợ là tuổi Tý và tuổi Sửu, giờ tốt trong ngày là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân có một ngày mới làm việc suôn sẻ, hanh thông và gặp nhiều may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dậu ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Hôm nay đưa ra những lời khuyên quý báu trong các mảng sự nghiệp, tài lộc, tình cảm và sức khỏe. Trong ngày này, người tuổi Dậu nên chú ý hơn đến công việc vì có thể gặp phải những trở ngại đột ngột. Mặc dù đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng rắc rối có thể phát sinh khiến họ cảm thấy bối rối và không biết phải làm như thế nào để giải quyết. Quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để xử lý tình huống một cách hiệu quả. Họ có thể nhờ sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm để đưa ra các phương án giải quyết hợp lý và hạn chế những thiệt hại. Tính chất khó khăn trong công việc có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của người tuổi Dậu. Để tránh rủi ro và đảm bảo ổn định tài chính, họ cần xem xét cẩn thận về các quyết định chi tiêu và tìm cách tiết kiệm trong các khoản chi phí không cần thiết. Cảm xúc căng thẳng từ áp lực công việc có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm của người tuổi Dậu. Họ cần thả lỏng và tìm cách giải tỏa căng thẳng, tránh xung đột không cần thiết trong mối quan hệ này. Việc chia sẻ cảm xúc và hỗ trợ lẫn nhau có thể giúp họ vượt qua những thử thách một cách thấu đáo. Áp lực công việc có thể gây ra mệt mỏi, căng thẳng cho người tuổi Dậu, ảnh hưởng đến sức khỏe. Việc nghỉ ngơi và thực hiện các biện pháp giảm căng thẳng là quan trọng để duy trì sức khỏe tốt nhất. Tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy ngày hôm nay, cảm xúc căng thẳng từ áp lực công việc có thể ảnh hưởng đến quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, việc chia sẻ cảm xúc hỗ trợ lẫn nhau có thể giúp họ vượt qua những thử thách. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ ngày hôm nay, tính chất khó khăn trong công việc có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của con giáp này. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, mặc dù đã chuẩn bị kế hoạch thật kỹ lưỡng, nhưng rắc rối có thể phát sinh khiến cho họ cảm thấy bối rối, không biết phải làm như thế nào để giải quyết. Tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, có thể nhờ sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm để đưa ra được các phương án giải quyết hợp lý, hạn chế những thiệt hại. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 18-90, màu sắc cát tường là vàng, xanh dương. Quý nhân phù trợ là tuổi Mão, tuổi Thân, giờ tốt trong ngày là từ 1 đến 3 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dậu có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Dự đoán đây là một ngày đầy may mắn và cơ hội trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Là một phân tích về vấn đề sự nghiệp, vận trình tam hợp, con giáp tuổi Tuất có thể mong đợi một ngày thành công thuận lợi. Đường tài lộc mở rộng, tiền bạc có thể thu về tay một cách dồi dào, đặc biệt là đối với những ai đang kinh doanh, buôn bán. Đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô hoặc bắt đầu các dự án mới. Tuy nhiên, quan trọng là phải chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng để đảm bảo cho sự thành công. Về tài lộc, với các khí vượng trong ngày mới, tuổi Tuất có thể mong đợi lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Tuy nhiên, cần nhớ rằng việc kiểm soát cảm xúc là rất quan trọng, đặc biệt khi có khả năng xảy ra mâu thuẫn với người khác, đừng để những mâu thuẫn nhỏ phá hỏng tình cảm và ảnh hưởng đến thành công trong công việc. Hôm nay, có thể xuất hiện mâu thuẫn trong mối quan hệ vì sự nóng giận và thiếu kiểm soát của người tuổi Tuất. Tử vi hàng ngày khuyên họ hãy kiềm chế cảm xúc, tránh những tranh cãi không đáng có với người thân.
Việc duy trì sự hòa hợp và tôn trọng trong mối quan hệ sẽ giúp họ tránh được các rủi ro, duy trì được sự ổn định. Theo dõi tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, hãy kiềm chế cảm xúc, tránh những tranh cãi không đâu với người thân. Tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, việc duy trì sự hòa hợp, tôn trọng trong mối quan hệ sẽ giúp họ tránh được rủi ro, duy trì sự ổn định. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, cần nhớ rằng việc kiểm soát cảm xúc là rất quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, với vận trình tam hợp, con giáp này có thể mong đợi một ngày thành công thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, đường tài lộc mở rộng, tiền bạc có thể thu về tay một cách dồi dào. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn 43, 17, màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mão, giờ tốt trong ngày là từ 11 đến 13 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất có một ngày làm việc suôn sẻ và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Theo dõi tử vi tuổi Hợi sẽ có một ngày đầy thách thức, nhưng với sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh để đối mặt và vượt qua mọi khó khăn. Ngày hôm nay khuyên bạn không nên để mình bị ràng buộc bởi những trách nhiệm không cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn giảm bớt được áp lực, có thêm không gian để thở. Hãy tận dụng thời gian rảnh để suy ngẫm và lập kế hoạch cho những bước tiếp theo trong sự nghiệp. Điều này sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư thái, định hướng rõ ràng hơn. Về vận trình tài lộc, có thể hôm nay bạn sẽ gặp phải một số vấn đề tài chính. Điều quan trọng là bạn không nên để những lo lắng này chi phối cuộc sống của mình. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình hoặc bạn bè để tìm ra các giải pháp khả thi. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn hiện tại một cách nhẹ nhàng hơn. Về mặt tình cảm, cảm xúc của bạn có thể trở nên nhạy cảm trong ngày hôm nay. Sự hiện diện, sự ủng hộ từ gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc giúp bạn vượt qua những thách thức. Đừng ngại chia sẻ những lo lắng của mình với họ, bởi sự chia sẻ sẽ giúp bạn cảm thấy được yêu thương và hiểu được giá trị của những mối quan hệ này. Về mặt sức khỏe, áp lực tài chính và cảm xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Để giữ gìn sức khỏe, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, cố gắng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khỏe tổng thể, giảm đi những căng thẳng. Theo dõi tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình hoặc bạn bè để tìm ra các giải pháp khả thi hơn. Tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, để giữ gìn sức khỏe, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, đừng ngại chia sẻ những lo lắng của mình với họ, bởi sự chia sẻ sẽ giúp bạn cảm thấy được yêu thương. Tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, ngày hôm nay khuyên bạn không nên để mình bị ràng buộc bởi những trách nhiệm không cần thiết. Tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, hãy tận dụng thời gian rảnh để suy ngẫm và lập kế hoạch cho những bước tiếp theo trong sự nghiệp. Điều này sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư thái, định hướng rõ ràng hơn. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn 29, 55, màu sắc cát tường là nâu, xanh. Quý nhân phù trợ là tuổi Sửu, tuổi Mão, tuổi Mùi, giờ tốt trong ngày hôm nay từ 11 đến 13 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Hợi có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là bài luận giải tổng quan tử vi trong ngày 16 tháng 4 năm 2024 dương lịch của 12 con giáp. Mỗi con giáp đã trải qua một loạt các trải nghiệm đa dạng, từ sự tiến triển trong sự nghiệp, những cơ hội mới trong tài lộc, đến những thách thức trong tình cảm và sức khỏe. Dù có những khó khăn và thách thức, nhưng mỗi con giáp đều có cơ hội để phát triển và học hỏi từ những trải nghiệm của mình. Hãy tiếp tục bước đi với lòng tự tin và quyết tâm, nhớ rằng mỗi ngày đều là một cơ hội mới để thay đổi và phát triển. Chúc mừng bạn đã vượt qua ngày hôm nay và hy vọng bạn sẽ có một ngày mai tốt lành. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.